Sẽ giới thiệu thêm về phần filter của Photoshop. Về cơ bản thì những cái tính năng hoặc là những cái công cụ trước đây mà chúng ta trao đổi thì nó là những cái thuộc về những cái gì nó thật là cơ bản của Photoshop, và những cái vấn đề đó nó đều là nó nằm trong cái ý tưởng, nằm trong cái định hướng của mình khi mà mình làm việc với lại một một cái tài liệu nào đó, với một thiết kế nào đó. Tức là cái tính chủ động, tính định hướng của chúng ta nó rất là cao, và thực sự làm được cái gì hầu như đấy là cái mang tính cái suy nghĩ hoặc là cái công sức của chúng ta. Tuy nhiên thì filter nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng ở trong phần thiết kế, đó là tạo ra những cái hiệu ứng, tạo ra những cái hiệu quả rất là mạnh khi mà chúng ta sử dụng filter, bằng cách là sử dụng các cái bộ lọc được cung cấp của Adobe để tạo ra những cái sự thay đổi rất là mạnh về cái sự sắp xếp của các điểm ảnh, hoặc là nó tạo ra những cái hiệu quả không phải dễ dàng. Chúng ta tự làm thì chắc là chúng ta không bao giờ làm được như thế cả. Thế thì filter thì nó nằm hết, toàn bộ nó nằm ở trong cái menu filter ở đây, và phần lớn thì chúng ta sẽ làm việc ở trong cái phần này. Phần này trước đây thì filter nó sẽ hoạt động theo một cái nguyên tắc hơi khác một tí, tức là nó hoạt động theo nguyên tắc đơn lẻ. Có rất nhiều filter, một số filter có cái tính chất nó gần gần giống nhau, thực hiện những nhiệm vụ nó gần tương đồng với nhau, thì nó được xếp chung vào một thư viện. Đấy, và khi người ta sử dụng một cái filter nào đó thì người ta sẽ chọn vào cái thư viện, sau đó người ta chọn riêng một cái filter nào đó và bấm vào, và nó thực hiện riêng lẻ cái filter đó. Thì đấy là cái tình hình của Photoshop từ phiên bản đầu, tức là những cái phiên bản đầu tiên mà nó có filter, cho tới phiên bản 5.5 thì là nó hoạt động theo cái nguyên tắc đó. Thế còn đến phiên bản 6.0 thì Adobe đưa ra một cái thay đổi mà chúng ta có thể gọi là một cuộc cách mạng ở trong cái vấn đề sử dụng filter, đó là họ đưa ra một cái khái niệm mới, đó là filter gallery. Đấy. Thay vì là mỗi một filter khi mà chúng ta làm việc chúng ta chỉ biết đến là hiệu quả nó tạo ra như thế nào, thì filter gallery đưa hết tất cả những filter có thể vào trong một cái môi trường làm việc, vào trong một danh sách, và tạo ra một cái môi trường để chúng ta có thể xem xét, có thể đánh giá, có thể so sánh giữa các filter này với các filter kia. Và sau khi so sánh thì chúng ta sẽ có được một cái đánh giá nó mang tính tổng quan nhất, và chúng ta cũng có thể đi được đến kết luận rằng với một ý tưởng như thế này hay như thế kia thì chúng ta áp dụng filter nào sẽ đem lại cái hiệu quả đúng như ý của chúng ta mong muốn nhất. Thế thì có mấy điều mà chúng ta cũng nói nhanh luôn như thế này: không phải trong trường hợp nào thì filter nó cũng chạy. Đấy. Thứ nhất là filter nếu mà muốn hiệu quả thì nó không thể chạy ở trên một cái layer mà nó không có điểm ảnh, là không, nó không thực hiện được cái gì hết. Mà kể cả có điểm ảnh mà tô đồng một màu thì về về cụ thể thì sẽ có nhiều trường hợp nó cũng không chấp nhận làm việc ở trên cái một layer như thế. Cũng có những filter thì nó lại còn không chạy ở trên lớp background. Đấy. Có filter thì nó sẽ không chạy ở trên cái nền ảnh là CMYK, nhưng mà RGB thì gần như là nó không từ chối bất cứ trường hợp nào cả khi mà chạy filter. Đấy là những cái filter, những cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải trao đổi với nhau về filter. Thứ hai nữa là nó cũng phân ra thành mấy dạng như thế này: có những cái filter mà chỉ có bấm và nhận kết quả, có nghĩa là chúng ta không can thiệp được vào quá trình làm việc của nó, cũng không hiểu là nó làm việc như thế nào. Đấy. Thích dùng nó thì bấm vào và nhận kết quả thôi. Chúng ta không có bất cứ một hộp thoại nào mở ra, không có bất cứ một con trượt nào để mà chúng ta kéo lên kéo xuống, gia giảm các tham số để mà chúng ta điều chỉnh cái
cái chức năng điều chỉnh các cái tham số cho nó cả. Và duy nhất cái điều chúng ta làm đó là chọn và nhận được kết quả cuối cùng. Thế nhưng cái số lượng đó thì không phải là quá lớn, nhưng mà có một vài filter là dạng như thế. Đấy. Và cũng có một vài filter là chúng ta sẽ có một cái cửa sổ nhỏ để mà chúng ta xem được một phần thôi, chúng ta xem được một phần của cái quá trình làm việc. Đấy. Thế bây giờ chúng ta quan sát thử đây, về một cách bình thường, ví dụ như thế nào gọi là cái filter mà bấm vào những kết quả, chẳng hạn như cái họ filter blue này chẳng hạn. Đấy. Nghe tên thì các bạn sẽ thấy rằng là nó rất giống như là cái công cụ blue mà hôm trước chúng ta đã nói ở bên ngoài của công cụ làm nhòe các cái phần hình ảnh. Thế và chẳng hạn công cụ gốc nhất là cái lệnh gốc nhất của nó đó là blue, thì tôi chỉ có một thao tác duy nhất là sổ danh sách ra và bấm vào nó và nhận kết quả hết. Còn nó chạy như thế nào tôi không biết, cảm thấy chưa ưng ý thì bấm thêm lần nữa nếu như cảm thấy là cái độ làm nhòe của nó chưa đủ mạnh. Thế và các cái filter như thế thì đây ví dụ như thằng Bluemore chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng sẽ giống như vậy, cũng giống như filter, nhiệm vụ của nó là làm nhòe, không cho can thiệp, và nó sẽ tạo cái hiệu ứng làm nhòe là mạnh gấp đôi so với cái lệnh blue. Và một chút nhỏ nhỏ nữa đó là filter thì nó cho phép các bạn là làm việc theo cái cách là làm với cả layer hoặc là làm ở trong một vùng chọn, thì nó cũng cho phép các bạn làm riêng ở trong một vùng chọn và trừ những cái vùng ngoài vùng chọn đi, bởi vì bản chất của nó là sử dụng các cái thuật toán để mà nó tạo ra các hiệu ứng, tạo ra các sự thay đổi về điểm ảnh ở trong cái bức ảnh này. Thế và chúng ta có thể lựa chọn một vùng điểm ảnh nào đó để thực hiện cái hiệu ứng của filter. Thế còn trong trường hợp mà nó mở ra các cái hộp thoại khác thì như thế nào? Đây ví dụ tôi có thể là chọn một cái filter chẳng hạn vẫn trong nhóm blue đi. Ví dụ như là Gaussian blue chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta lại có một cái dạng khác, đó là mở ra một cái hộp thoại con như thế này. Đấy, trong đó thì có một cái cửa sổ preview nhỏ nhỏ và chúng ta có thể là nhấp chuột vào đây, chúng ta kéo, chúng ta dịch cái khuôn khổ thể hiện của cái bức ảnh ở trong cửa sổ nhỏ này để chúng ta xem chi tiết. Thế và chúng ta có thể kéo cái con trượt này để mà chúng ta gia giảm các cái tham số cho cái vùng chọn hoặc là cho layer mà chúng ta đã áp dụng filter. Đấy, các bạn cũng có những cái công cụ để zoom, zoom in, zoom out để phóng lớn hay thu nhỏ để xem cái tổng quan của cái bức ảnh này như thế nào. Và có một cái điểm khi mà một cái hộp thoại nhỏ dạng này mà mở ra thì các bạn có một cái thao tác có thể áp dụng, đó là nhấp chuột mà không kéo nhé. Bình thường nhấp chuột mà kéo có nghĩa là chúng ta sẽ gì đấy ạ, dịch cái khung hình đi để chúng ta xem đấy. Còn nếu như mà các bạn nhấp chuột không thôi mà các bạn không kéo thì nó sẽ cho các bạn nhìn thấy là cái kết quả và cái trước khi mà áp dụng bộ lọc trông nó như thế nào. Nhấp chuột như thế này thì nó cho chúng ta xem cái ảnh gốc chưa áp dụng filter, còn nhả ra thì chúng ta sẽ thấy là sau khi mà áp dụng filter thì cái điểm ảnh nó thay đổi như thế nào, nó tạo ra một cái hiệu quả thị giác như thế nào cho bức ảnh, thì các bạn sẽ thấy như hiện đang ở đây. Và chấp nhận thì nhấp OK, không chấp nhận thì các bạn ấn cancel, các bạn hủy nó đi. Thế thì đấy là cái cách mà chúng ta làm việc với lại các cái filter theo kiểu cổ. Và thực ra cho đến bây giờ thì vẫn còn một vài cái bộ lọc nó vẫn hoạt động theo nguyên tắc như thế, nhưng phần lớn thì nó được đưa vào đây. Chúng ta cũng làm quen với lại filter gallery. Khi chúng ta mở ra một cái filter gallery thì nó cung cấp cho chúng ta một môi trường làm việc gần như là full màn hình như thế này, và nó phân chia ra thành 3 khu vực. Ở khu vực bên trái là khu vực preview, nơi mà nó cung cấp cho chúng ta cái trường nhìn để mà chúng ta có thể đánh giá được khi mà một hiệu ứng, khi mà một filter được áp dụng cho bức ảnh thì nó làm bức ảnh của chúng ta thay đổi, biến động như thế nào. Thế còn là khu vực ở giữa thì nó liệt kê cho chúng ta các nhóm bộ lọc hay là các thư viện bộ lọc mà Photoshop cung cấp, và nó chia ra làm các bộ lọc theo cái chức năng
Đấy. Ở đây chúng ta có mấy nhóm là Artistic, Brushstroke, Distort, Sketch, Stylist và Texture. Thì đấy là những cái thư viện mà được tích hợp chung vào trong cái cửa sổ Filter Gallery này. Và khi chúng ta muốn xem một cái bộ lọc cụ thể nào đó ở trong nhóm thì chúng ta sẽ sổ danh sách ở trong nhóm ra. Sau đó thì các bạn sẽ lần lượt bấm vào trong các cái hình thu nhỏ của một cái filter. Và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể chuyển qua chuyển lại rất nhiều các filter khác nhau ở trong cùng một thư viện. Bằng cách như thế này chúng ta có thể so sánh được là cùng một cái nhóm chức năng như thế này, thế thì mình có một ý tưởng A hay có một ý tưởng B, thì việc sử dụng filter nào nó sẽ đem lại cái hiệu quả thị giác giống như cái mong muốn hay giống như tưởng tượng của mình nhất. Đây là một cái cải tiến rất là lớn của Adobe, nó giúp cho người ta có được một cái nhìn toàn diện hơn về các filter mà Adobe cung cấp cho người dùng. Và bằng cách so sánh nhìn ngắm trực quan như thế này thì người ta sẽ có một quyết định nó dễ dàng hơn và nó chính xác hơn, thay vì việc là trước đây để mà đánh giá rằng là trong một cái nhóm bộ lọc như thế này tôi chọn một bộ lọc nào là bộ lọc tốt nhất thì họ sẽ phải làm rất nhiều lần và cứ lẻ tẻ làm từng cái bộ lọc và cố gắng là ghi nhớ xem kết quả như thế nào, sau đó thì người ta mới chọn lựa ra được một bộ lọc mà có vẻ như là hợp lý nhất. Thì cái cách làm như thế này thì họ giúp cho người ta so sánh rất là nhanh, so sánh trực quan ngay lập tức. Đấy, ví dụ tôi đánh giá giữa hai cái này, tôi bấm qua bấm lại để tôi xem kết quả như thế nào. Thế còn cái khu vực thứ ba ở phía bên ngoài cùng tay phải này thì nó sẽ cung cấp các cái con trượt, các cái công cụ để mà các bạn ra dạng các tham số trong bộ lọc, và chúng ta sẽ xem là những cái biến đổi tham số này thì nó làm cho bộ lọc nó tác động tới các bức ảnh nó như thế nào. Chúng ta có thể xem được tận cùng các vấn đề là khi chúng ta chỉnh từng con trượt một thì nó sẽ gây ra tác động như thế nào cho hình ảnh của chúng ta, để chúng ta quyết định rằng là đến đâu thì dừng. Thì cách làm việc như thế này là một cái điều mà tôi đánh giá rất rất cao trong những cái sự thay đổi của Photoshop. Bởi vì thực ra nếu như mà nói về cái cấu trúc cơ bản để mà nói rằng là cái chương trình Photoshop nó đã hoàn thiện hay chưa, thì thực tế đến phiên bản 5.5 thì tôi cho rằng là Photoshop nó đã là một cái chương trình mà nó đi đến cái chỗ gần như là hoàn thiện về về các khái niệm, về các cái phương pháp làm việc cơ bản. Đấy. Thế nhưng mà đến phiên bản 6 thì nó đưa ra cái này, nó là một cuộc cách mạng ở trong cái sự thay đổi của Photoshop. Đấy. Các cái phiên bản, từng phiên bản một thì mỗi phiên bản nó đều có những cải tiến nhỏ lớn khác nhau. Thế nhưng mà không phải cải tiến nào nó cũng có cái tính chất cách mạng như là cái này. Đấy, nó làm thay đổi hẳn một cái cách suy nghĩ hay cách làm việc. Và cho tới tận là ví dụ như là phiên bản CS2 chẳng hạn, bắt đầu thấy xuất hiện thêm một khái niệm gọi là cái Smart Object chẳng hạn, thì đây cũng là một cái cải tiến mà nó cũng mang tính cách mạng trong cái cách làm việc. Thế thì filter này thì có cái filter gallery, thế còn cái khái niệm mới ví dụ như là cái Smart Object, đấy là những thứ mà chúng ta đánh giá cao trong cái việc cải tiến của Photoshop. Thế bây giờ chúng ta cũng giới thiệu nhanh qua các cái nhóm bộ lọc như thế này để biết được là nó sẽ giúp chúng ta làm những cái gì. Trước hết là chúng ta làm việc ở trong cái nhóm Artistic. Thì Artistic nó cung cấp cho chúng ta làm một loạt các cái bộ lọc ở đây. Thì về mặt cơ bản thì nó giúp chúng ta là mô phỏng một cái bức ảnh thông thường thành ra một cái phương thức trình bày khác, mà có thể nói nôm na gọi là mang tính nghệ thuật. Có thể là về phong cách trình bày, có thể là về mô tả chất liệu. Ví dụ như là chúng ta có cái đầu tiên này là cái color pencil này, thì nó sẽ giúp chúng ta mô phỏng một cái bức ảnh chuyển sang thành cái phương tiện trình bày là cái bút chì màu. Đó. Trong đó thì chúng ta sẽ thấy là nó có ba con trượt.
bao gồm là cái color, cái pen, pencil width này, thì là cái độ dài của cái độ dài của cái nét 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 vẽ này. Đấy. Rồi stroke, pressure, cái độ mạnh của cái nét nó được nhấn như thế nào này, và thêm một cái tham số nữa là paper brightness, độ trắng của mặt giấy khi mà chúng ta mô phỏng sang thành bức vẽ. Thì về mặt nguyên tắc thì chúng ta sử dụng cái này thì tất cả các bức ảnh của chúng ta nó đều được chuyển đổi sang cái hướng nôm na trông giống như là chúng ta vẽ một cái bức tranh chỉ màu. Ở cái dạng thứ hai mà họ cung cấp cho chúng ta đó là Cutto. Cutto thì chất liệu lúc này thì nó chuyển từ vẽ chỉ màu sang thành vẽ sơn dầu, nhưng mà sơn dầu ở đây thì nó có hai cái phương pháp cơ bản, một là vẽ bằng bút lông và hai là vẽ bằng bay, chát màu bằng bay. Thì đây là cái phong cách mà nó vẽ bằng bằng bay, có nghĩa là sử dụng dao trộn màu để họ chát màu lên trên cái tấm toan. Thì các cái con trường này thì tất nhiên là nó cũng để thay đổi các cái tham số cho cái bộ lọc đấy, độ phân rõ về biên giới của các cái dải màu, các cái mảnh màu đó, cấp độ của độ mạnh của cái bộ lọc áp dụng. Có lẽ là cái bức ảnh này thì nó cũng sẽ hơi khó một tí, rồi em sẽ chọn một cái bức hình nó dễ nhìn hơn một tí nhé. Này, lấy cái hình này đi. Để xem. Đây, có một cái mà tôi cũng lại quay lại để tôi nói với các bạn luôn. Đây là cái khái niệm mà buổi hôm trước mà chúng ta đã nói với nhau đây này, về cái phần bit độ sâu màu. Thì trong cái độ sâu màu thì các công cụ thì chúng ta vẫn làm việc rất là thoải mái, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà khi mà chúng ta áp dụng vào bộ lọc, mặc dù cái ảnh này là cái ảnh RGB, tức là về mặt nguyên tắc hôm trước tôi có nói rằng là nó không bị hạn chế bất cứ một cái bộ lọc nào cả. Tuy nhiên khi mà chúng ta mở một cái bức ảnh ra mà bức ảnh này nó lại là RGB nhưng mà độ sâu màu là 16 bit chứ không phải 8 bit, thì các bạn nhìn ở trong này các bạn sẽ thấy cái chức năng filter gallery này nó bị disable đi, chúng ta không thể áp dụng được, chúng ta không thể dùng được cái filter gallery trong trường hợp như thế này. Đấy, thế thì muốn làm việc với nó thì chúng ta lại phải vào image, vào mode, vào bit này, và chúng ta chuyển nó về 8 bit. Sau khi mà chúng ta chuyển về 8 bit thì lúc này các bạn mới có thể đưa cái bức ảnh này vào trong cái chức năng filter gallery để các bạn xem, các bạn sử dụng nó. Thì đây cũng lại là một cái minh họa rõ hơn để các bạn thấy là cái lý do tại sao lúc nào chúng ta phải chuyển từ một cái bit lớn sang thành 8 bit là vì thế. Nào. Nào, các bạn thấy nó trông nó rất giống như là một cái bức tranh. Đấy. Không phải là một cái không phải là một cái ảnh chụp nữa. Chúng ta sẽ có những cái con trượt để mà ra ra, chủ yếu là nó can thiệp vào cái vùng chuyển đấy, vùng chuyển giữa các cái dải màu đấy, nó làm cho các cái chi tiết thì nó sẽ lu bớt đi, nó giải quyết tập trung vào những cái mảng lớn, mảng màu lớn. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một cái bộ lọc gọi là dry brush. Thì trong trường hợp này thì nó là vẽ bằng bút rồi, chuyển từ bay, chát bằng bay sang thành bút, và chúng ta sẽ có cái hình thái thể hiện thì nó cũng khác thêm một tí. Đấy, trong này ba con trượt, một con trượt brush size thì nó sẽ làm cho các cái nét bút nó lớn hay là bé. Đó. Brush detail cung cấp nhiều chi tiết hơn ở trong các nét bút này, hay là ít đơn giản đó, texture làm tăng chi tiết lên bằng cách là tăng các cái kết cấu ở trong các cái nháp bút
Nếu mà chúng ta kéo tham số nó càng cao thì trông cái hình vẽ nó càng trở nên chi tiết hơn. Thì cái này nó sẽ là vẽ sơn nhưng mà vẽ theo kiểu là vẽ bằng bằng bút chứ không phải là giống như cái bên cạnh là cái Couto là cái vẽ bằng bay chat thì nó mang tính mảng miếng hơn, ít chi tiết. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái gọi là phim grain. Phim grain thì cái này nó không phải là mô phỏng từ bức ảnh sang thành một dạng tranh nào đó giống như là color pencil hay là Couto hay là dry brush như vừa nãy, mà nó là cái kiểu là mô phỏng từ bức ảnh sang thành một cái giống như là phim hay là truyền hình gì đó. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là nó không phải là một cái phim mới mà nó là một cái phim cũ. Đấy, khi mà chúng ta xem ở trên truyền hình, chúng ta xem những cái bộ phim mà nó lâu năm rồi thì chất lượng các bạn thấy là nó suy giảm, nó không được mịn màng, nó không được trong trẻo nữa, và thường nó xuất hiện những cái hạt nhiễu ở trên màn hình ấy. Thì đấy là cái dạng gọi là những cái phim nó bị lâu rồi, nó bắt đầu suy giảm chất lượng và bắt đầu nó bị nổ hạt màu, nó làm cho cái phim mà chúng ta xem nó bị lốm đốm lốm đốm những cái vết đó. Thì cái phim grain này chính là nó cung cấp cho chúng ta một cái hiệu ứng để mô phỏng, để tái tạo lại một cái gì đó trông giống như là một cái phim đã bị cũ rồi. Đấy, thì chúng ta có con trượt grain này, thì con trượt grain này thì nó sẽ giúp chúng ta là đưa cái số lượng hạt nhiễu này vào nhiều hay ít ở trong cái bức ảnh này. Đấy, rồi thì highlight A thì là nó sẽ làm cho cái ảnh của chúng ta nó sáng nhiều hay sáng ít. Thế và còn cái intensity, đấy thì cái mật độ nhiễu này nó được nhìn thấy như thế nào, thì chúng ta sẽ dùng cái con trượt này để chúng ta ra ra cái việc mà đưa nhiễu, đưa những cái hạt noise vào trong cái này nó nhiều và ít, rõ hay là không. Đấy. Trường hợp thứ năm thì là fresco. Fresco thì cái này nó cũng sẽ giảm lược bớt tất cả các cái khu vực và nó nhấn mạnh vào những cái khu vực màu tối ở trong cái bức ảnh. Đấy. Những khu vực đậm màu ở trong bức ảnh. Thì bằng cách là thay đổi các tham số này thì chúng ta có thể là can thiệp vào cái nét bút to hay nhỏ này, rồi thì các cái chi tiết nó lẫn vào trong ảnh nhiều hay là nó phủ lên trên một cách đơn giản. Đấy. Sẽ trường hợp tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái bộ lọc. Cái này thì nó lại tương đối đặc biệt, nó không đi theo cái dòng của những cái bộ lọc trước đó là mô phỏng một cái chất liệu hay là mô phỏng cái trạng thái nào đó cũ mới nào đó, mà ở đây thì nó lại mô phỏng là cái bức ảnh này đang đặt ở trong một môi trường được chiếu sáng như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy là cái này của chúng ta là neon glow, tức là nó tạo một cái hiệu ứng giống như là đặt ở trong một môi trường được chiếu sáng ở đó và có một cái ánh đèn neon chiếu vào, và thông qua cái việc này thì chúng ta sẽ thấy là cái màu sắc gốc của cái bức ảnh thì trong trường hợp này là nó bị biến đổi và nó giống như là được đặt trong một môi trường thiếu sáng và có cái ánh đèn neon chiếu vào, và bằng cái ánh đèn này thì chúng ta sẽ thấy là cái màu của bức ảnh nó sẽ bị ám theo cái màu của cái ánh đèn neon này. Ở đây chúng ta có thể thấy là nếu mà tôi thay đổi cái màu đèn neon thì các bạn sẽ thấy rằng là cái màu của cái màu sắc mà nó ám ở trên cái bức ảnh này thì nó cũng sẽ thay đổi theo. Các bạn có thể là thay đổi cái tham số gọi là glow size này để các bạn gia giảm cái độ ám cái ánh sáng vào trong này nó nhiều và ít như thế nào. Đấy, và cái glow brightness đấy thì các bạn có thể làm cho cái phần mà ánh sáng của cái đèn này khi mà chiếu vào nó hiển thị mạnh hay là yếu như nào, và ngoài ra thì còn có thêm một cái ô glow color để các bạn có thể là chọn cái ánh sáng màu gì.
con trực là cái thứ bảy ở trong này, cái bộ lọc thứ bảy này Pentadog thì nó sẽ đưa cho chúng ta một cái phương pháp mà làm giảm lượng cái bức hình này đi bằng cách là làm nhòe, làm nhòe cũng vẫn vẽ bằng bút đấy đấy, nhưng mà cái này nó cung cấp cho chúng ta hai cái con trượt, một cái con trượt là brush size. Brush size thì nó cũng mô phỏng nó giống trong thực tế thôi. Những cái bút mà vẽ nét càng to thì nó càng có cái mảng lớn, nhưng mà đồng thời chi tiết của nó thì nó giảm đi. Thế còn một cái con trượt thứ hai là cái con trượt sharpness này thì nó sẽ làm cho cái độ sắc nét của các chi tiết nó tăng hay giảm. Thì các bạn bằng cái cách là kéo các con trượt này thì các bạn có thể là ra giảm và quan sát thực tế ở bên cửa sổ preview bên này, các bạn cảm thấy là nó phù hợp với lại ý tưởng của mình thì các bạn dừng lại, tại vì cái này là nó có tính chất là real time, kéo tới đâu là nó sẽ hiển thị cho các bạn nhìn thấy cái thực tế ngay đến đó. Thế và chúng ta còn có một số các cái dạng bút khác nhau đấy, thì cái danh sách mà bút để mà chúng ta mô phỏng rằng đang vẽ lại như thế này thì chúng ta có một loạt các cái danh sách rất là dài, Symbol, Lightroom, rồi thì Dark Pro, rồi White Sharp, White Blurry, Sparkle, vân vân. Thì với những cái bút sử dụng khác nhau thì nó cũng sẽ cho hiệu quả nét vẽ nó khác nhau. Các bạn có thể thử nghiệm những cái danh sách, những cái list này để mà quyết định rằng là mình áp dụng cái nào và đem lại một cái hiệu quả thể hiện như thế nào ở trên một cái bức ảnh mà được biến thành cái bức vẽ như thế này. Đấy. Palette knife, một cái dạng vẽ cũng mang tính gọi là giảm lược hóa với lại các cái mảng rất là rõ nét, rất là mạnh như thế này, thì các bạn sẽ có một cái con trượt là con trượt stroke size. Kéo càng lớn cái này thì các cái mảng nó phân càng đơn giản. Đó. Stroke detail thì nó sẽ giúp cho chúng ta là can thiệp vào đây là những cái mảng màu này nó đơn giản hay là nó nhiều chi tiết hơn ở bên trong đó. Đấy. Và sharpness thì cái độ sốc của cái bề mặt những cái mảng màu khi mà chúng ta can thiệp vào bằng cái bộ lọc này. Bộ lọc thứ 9 mà chúng ta giới thiệu ở trong nhóm này đó là Plastic Wrap. Trường hợp này thì nó cũng lại đi theo một cái hướng mà nó không phải là vẽ vời gì cả, mà đơn giản là nó đổ một cái lượt plastic hay là một cái chất dẻo lọc lên trên cái bức ảnh như thế này, hay là phủ một cái lớp plastic lên trên nhưng không phẳng lắm. Đấy, và bằng cách là như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bề mặt cái bức ảnh nó sẽ gồ ghề lồi lõm lên theo cái lớp phủ bề mặt ở trên. Đấy, và các bạn sử dụng cái con trượt này để các bạn cho hiển thị là cái lớp phủ này nó rõ hay là không này, rồi các cái đường lượng của cái chất liệu này nó nhiều hay ít này. Thế thì đây là cái một cái cách thể hiện khác, tức là gần như là bọc cái này vào trong một cái chất liệu chứ nó không phải là can thiệp vào vào những cái điểm ở bên dưới, mà đây là đặt một cái lớp phủ lên trên. Đấy. Poster S thì cái này nó hơi giống như là cái Poster S này thì nó hơi giống như là cái lệnh ở trong menu email hôm trước mà chúng ta có nói đó, đó là cái loại posterize, tức là nó cũng sẽ cố gắng đưa ra một cái phương án như thế nào đó để chúng ta thấy rằng nó giống như là một cái bức tranh vẽ mà nó mọi thứ nó trở nên là đơn giản hơn, giống như bức tranh khắc gỗ màu. Thực ra ở đây thì chúng ta có thể thấy nó gần giống như bức tranh khắc gỗ màu, chú trọng rất là nhiều tới những cái điểm tối
điểm sẫm ở trong cái bức ảnh và những cái đường biên thì nó được nhấn màu lên như thế nào. Đấy thì các bạn thấy là bằng cách là thay đổi các cái tham số này thì chúng ta sẽ đưa những cái khu vực, ví dụ như là giảm bước màu này, có hai thứ nó sẽ làm ở đây: giảm bước chuyển màu. Đấy, thay vì là chuyển màu rất là êm, rất là mịn thì nó phân ra là các khu vực chuyển màu bây giờ nó rõ ràng hơn, mạnh hơn, mảng miếng hơn. Và thứ hai là đưa các cái điểm sẫm vào trong cái bức ảnh này nhiều hơn, và nó sẽ nhấn mạnh tới những cái khu vực điểm sẫm, nhấn mạnh tới những cái phần mà nó chuyển giao giữa cái mảng nọ với mảng kia, ranh giới giữa các mảng màu, thì nó đưa màu sẫm vào và nó làm cho ranh giới giữa các khu vực đấy nó trở nên rõ hơn rất là nhiều. Bộ lọc tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái bộ lọc tên là Blue Pastel, thì cái này thì tương đối rõ ràng, đó là chúng ta mô phỏng về cái một cái tranh vẽ mà nó hơi có cái tính chất gọi là phấn màu. Thế như vậy là chúng ta cũng có tương đối nhiều các cái chất liệu khác nhau, đó, chì màu rồi thì sơn dầu rồi, bây giờ thì lại tới phấn màu. Thì chúng ta có các con trượt, ví dụ như là stroke length này, độ dài của cái nét vẽ là như thế nào này, đó, stroke detail, chi tiết của các nét như thế nào này. Thì đấy đấy là về mặt chất liệu để vẽ. Thế còn cái nền để vẽ thì nó lại cho chúng ta một số các cái chất liệu khác nhau. Đấy, brick vẽ ở trên nền tường gạch này, đó, hay là canvas như là cái gốc của ban đầu, tức là nó cho phép chúng ta là vẽ ở trên một cái toan vải, vân vân, rồi vẽ trên sandstone, vẽ trên một cái nền là nền kiểu như là xi măng, vữa xi măng, vân vân, thì nó cung cấp cho chúng ta những phương tiện thể hiện, những cái nền tảng để mà vẽ lên khác nhau. Đấy, và ngoài ra thì chúng ta còn có những cái scaling này thì nó giúp chúng ta mô phỏng cái chất liệu bề mặt như thế nào. Ví dụ như là cái sandstone này chẳng hạn, nếu mà tôi để ở cái scaling mà nó thấp thì nó cái chất sần của cái bề mặt của cái tường vữa này thì nó nhỏ nhỏ thôi, ít nhìn thấy, nhưng khi chúng ta kéo cái scaling này lớn lên thì chúng ta thấy rằng là những cái sần 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 ở trên cái bề mặt tường nó sẽ rất là lớn, và nó thể hiện rõ ràng hơn cái tính chất của cái chất liệu cái nền mà chúng ta vẽ lên. Đấy, thì có một vài cái tham số, thì trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy cái bộ lọc raw pastel này thì nó cho chúng ta rất là nhiều các cái tham số để cho chúng ta có thể là chỉnh sửa để mà đưa ra được một kết quả khả quan hơn so với lại mong muốn của chúng ta. Smooth stick thì cái này thì nó cũng là một cái dạng mà nó vẽ hơi giống như là vẽ bằng sáp. Đấy, thì nó có cái stroke length là để cho chúng ta điều chỉnh ra cái nét vẽ của chúng ta dài hay ngắn. Đấy, highlight sáng hay tối, đúng không? Intensity, mật độ các cái nét vẽ đấy nó được thể hiện như thế nào. Spong, trường hợp này thì đưa những cái dạng như là cái chất liệu, những cái tức là chúng ta sẽ thấy nó hơi có tính chất texture, hơi có tính chất chất liệu và kết cấu của cái bề mặt ở đây. Và chúng ta có ba cái con trượt là brush size, là nét to hay nhỏ để thấy những cái texture nó thể hiện được ở trên bề mặt này nó lớn hay bé. Smooth, độ làm mờ, độ làm nhòe, vân vân. Thế còn cái underpainting này thì cũng hơi giống như là cái trường hợp mà sử dụng raw pastel. Đấy, chúng ta cũng sẽ thấy có rất nhiều các cái chất liệu cũng như là các cái tham số ở đây. Thế còn cái watercolor thì
nó thiên về cái vấn đề gọi là thể hiện bằng chất liệu. Đó, nó giống như color pencil này hoặc là cái Cutto, thì nó đưa cho chúng ta một cái dạng chất liệu để mà hiển thị, đó là hiển thị bằng màu nước. Thế thì nói tóm lại thì chung chung về cái nhóm artistic này thì nó sẽ biến một cái bức ảnh thông thường trở thành một cái dạng trình bày nào đó mà có thiên về cái tính chất gọi là về một cái chất liệu hay một loại tranh nào đó hay là một cái môi trường thể hiện nào đó đấy, và nó không còn thuần là một cái bức ảnh nữa, hơi có cái tính chất nghệ thuật vào đó, thì cái này được cung cấp chung ở trong cái nhóm nó gọi là artistic. Cái nhóm tiếp theo nữa thì là nhóm brush stroke. Nhóm brush stroke này thì nó sẽ can thiệp vào đây theo một cái thuật toán hơi khác một tí, tức là nó chú ý nhiều tới những cái nét thể hiện ở trong cái bộ lọc khi mà chúng ta can thiệp vào bức ảnh, và những cái này nó cung cấp cho chúng ta 8 cái trường hợp là accent edge này, angle stroke này, crosshair này, dark stroke, in your line, splatter, sprayer stroke và sumiye. Thì các cái này thì nó sẽ chú trọng tới phần lớn đó là những cái cách thể hiện theo cái nét. Đấy. Ở đây thì nét này thì các bạn sẽ thấy là nó làm tập trung vào việc là phân định ranh giới giữa các cái khu vực màu. Đấy. Các khu vực màu khác nhau thì nó sẽ được làm sáng lên, làm rõ lên những cái phần ranh giới giữa khu nọ với khu kia bằng cách là đưa những cái hiệu ứng vào đây để làm rõ những cái nét phân định ranh giới đó. Đấy. Các bạn có thể trượt các con trượt này để thay đổi cái ranh giới đó thì được làm sáng hay là làm tối. Đấy. Làm mềm đến đâu, nhòe vào đến đâu hay là vẫn thấy được tương đối rõ giống như là cái ảnh gốc và cái độ rộng của cái những cái nét khi mà nó nhấn vào cái phần ranh giới đó. Angle stroke thì nó đi theo một cái hướng khác, tức là nó không tập trung vào cái việc phân định ranh giới mà nó sẽ thể hiện những cái mảng khác nhau đó bằng cái cách gọi là vẽ theo một chiều. Nếu mà bạn là các bạn mà đã tham dự vào cái việc học vẽ thì các bạn cũng biết là cái này nhìn hơi giống giống như là cái chiều mà các bạn vẫn gọi là đánh bóng lên bóng cho giúp vẽ đấy. Thế thì nó sẽ chuyển hết tất cả những cái mảng màu chính đó thành ra là một cái cách vẽ theo một chiều nào đó. Đấy, tất cả các mảng này đều thể hiện bằng các nét chéo. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái can thiệp, sự can thiệp ở đây thì nó cung cấp cho chúng ta ba cái con trượt direct balance, thì bằng cách là kéo cái con trượt direct balance này thì các bạn sẽ thay đổi được chiều của cái nét gạch này. Thì thực ra là nó chỉ có hai cái dạng nét gạch thôi. Đấy, chéo từ trên xuống, từ trái sang, hoặc là chéo từ gì đây phải xuống, sửa phải xuống trái hoặc là trái sang phải, và trên đều là theo cái nét từ trên xuống dưới. Thì cái direct balance này là cho phép chúng ta đảo chiều. Đấy, còn stroke length là cái độ dài của cái nét gạch. Đấy. Các bạn có muốn có nét gạch dài hay ngắn thì các bạn kéo cái con trượt này thì các bạn can thiệp vào cái độ dài của cái nét thể hiện đó. Thì còn sharpness thì nó sẽ can thiệp vào đây bằng cách là tăng cái độ tương phản lên mạnh hay là yếu giữa các cái nét vẽ này với lại cái phần nền hậu cảnh ở bên dưới. Crosshair thì nó cung cấp một cái dạng cũng là các nét gạch chéo, nhưng mà thay vì là gạch chéo một chiều trái sang phải hoặc là trái phải sang trái như là cái angle stroke thì bây giờ nó lại cung cấp cho các bạn một cái cách là gạch chéo nhưng mà là theo kiểu chữ thập, tức là cả hai chiều. Đấy, và chúng ta có stroke length này, cái độ dài của cái nét gạch như thế nào này, đó, sharpness này là cái độ sắc nét
tương phản giữa các nét gạch như thế nào này. Strength, độ mạnh, độ rõ của các nét. Đây, chúng ta bật nó lên đến mức độ như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó nói thế nào nhỉ? Nếu các bạn nữ thì sẽ thấy nó hơi giống theo kiểu gọi là theo chữ thập thì vậy. À, toàn nét chữ thập ở đây thôi. Gạch vuông góc. Đấy. Thế còn cái tiếp theo, desktop. Desktop thì nó lưu ý đó là đưa các cái yếu tố đậm vào đấy, và nó cũng vẫn là một cái nét gạch thôi, nhưng mà trong trường hợp này thì nó sẽ gia giảm cho chúng ta những cái độ đậm vào trong các cái nét này, nó làm cho cái bức hình của chúng ta sau khi mà đã được chuyển hóa thành một cái dạng giống như nét vẽ như thế này thì nó nhấn mạnh hơn vào những cái nét sẫm. Những thế con trượt ở dưới cùng thì là tương đối là quan trọng, đó là cái white intensity, cái mật độ những cái phủ sáng vào trong cái này, thì các bạn điều chỉnh cái này thì sẽ có được cái độ sáng tối rất là rõ ở trong cái bức hình của mình. In outline thì cái này nó sẽ giống như là một cái giống như là một cái sự mô phỏng của một cái bức vẽ, nhưng mà ở đây thì kết hợp giữa vẽ bằng bút sắc. Đấy, và thứ hai nữa là cái điểm màu. Thì nét, các cái nét đen, các cái nét đen như là cái nét bút sắc thì rất là nhiều, rất là dày và dày đặc ở trong này. Và nó cũng phân định rất là rõ những cái phần là ranh giới giữa các cái khu vực màu sáng tối khác nhau. Thì bao giờ các bạn cũng sẽ nhìn thấy các cái nét vẽ đen trong đó. Và tất nhiên cũng vẫn có màu, nó giống như là một cái bút bút sắc vẽ xong về mặt bố cục thì nó sẽ điểm màu vào trong các cái mảng đã vẽ. Đấy thì các cái tham số này thì nó cũng gần gần giống như là những cái trước đây mà các bạn đã làm quen, đấy là stroke length, độ dài của các nét vẽ, dark intensity, cái độ nhấn màu sẫm, màu tối. Đó, chúng ta có hai cái, một cái là light, gia giảm các tham số về sáng, dark intensity, mật độ tối. Thế còn splatter, splatter thì nó lại là một cái dạng mà chúng ta sẽ thấy nó hơi giống như là một cái dạng gọi là làm nhòe. Vẽ không chú ý vào chi tiết nhiều mà nó sẽ giống như là một cái bức vẽ mà nó được chấm rất là nhiều chấm. Cái này thì trông nó hơi giống, nếu mà trong hội họa thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó giống như là cái phong cách vẽ của Cézanne hay là Monet. Đấy, chấm rất là nhiều chấm màu, thay vì vẽ theo kiểu chi tiết mịn màng giống như các cái tranh kiểu cổ. Đấy, thì nó chấm và những cái nét màu này nó đan vào nhau rất là rõ, tạo nên một cái sự dung màu. Đây. Đấy, nét không dài mà là nét chấm rất là to. Trường hợp mà tiếp theo nữa thì là cái sprayer stroke, thì cái này thì có vẻ như là mô phỏng giống như là cái thao tác mà vẽ bằng sơn. Sơn ở đây thì không phải là cái sơn mà chúng ta bôi vẽ bình thường, mà là sơn sơn theo cái kiểu gì nhỉ, sơn xịt ấy, sơn hộp ấy, sơn phun. Và người ta cầm cái can sơn, cái lon sơn đó, và người ta tô theo cái kiểu gì nhỉ, phun ra và tay nó cứ đưa qua đưa lại theo cái đường zig zag thế này này. Thì đấy chính là cái phong cách mà nó được áp dụng vào đây để mà mô phỏng lại một cái bức ảnh được vẽ lại theo cái cung cách là phun sơn như thế. Sumiya này thì nó là một cái khái niệm, nó hơi giống như là một cái
một cái hình thức cũng giản lược đây, giản lược nhấn mạnh rất nhiều đến đến các cái khu vực tối màu, và nó cũng hơi có cái tính chất nó giống như là một cái bản phác thảo nhiều hơn. Không rõ chi tiết trong trường hợp này thì các bạn sẽ thấy rằng nó giống như là một bức phác thảo nhanh thôi. Cái nét của nó cũng vẫn tương đối là rõ. Trong trong các bảng màu luôn luôn có những cái nét thể hiện, và cũng can thiệp nhiều các yếu tố ở đây là các nét đen. Thế thì đấy là cái nhóm thứ hai, brush stroke, chủ yếu là các cái dạng nét vẽ khi mà thể hiện một cái ảnh chuyển sang cái dạng hiệu ứng này. Thế còn distort, distort thì trong này thì chúng ta sẽ thấy là nó cung cấp cho chúng ta những cái phương pháp để mà làm phá vỡ cái cấu trúc gốc của cái bức ảnh. Thực ra thì bộ lọc distort thì có rất là nhiều, nhưng mà được đưa vào và hoạt động được ở trong cái hộp thoại filter gallery này thì nó chỉ đưa có ba cái thôi. Một là diffuse glow, hai là glass, và ba là ocean ripple. Thì diffuse glow thì là nó sẽ đưa cho chúng ta một số các cái hạt nhiễu đưa vào trong này. Đấy. Nhiễu này thì là nhiễu có tính chất là nhiễu sáng. Thế còn glass này là cái gì? Glass này thì là một cái hình thức khác, tức là chúng ta quan sát một cái bức ảnh. Thay vì là quan sát trực tiếp vào bức ảnh thì chúng ta quan sát nó bằng thông qua một cái phương tiện che chắn, đó là một cái kính, mà cái kính này là một cái dạng kính sần hay là kính hoa dâu. Đấy. Thì nó sẽ làm cho cái bức ảnh nó bị rung, nó bị biến đi khi mà thông qua cái lăng kính và cái kính sần, kính hoa dâu đó. Ocean Ripple thì cái dạng này nó lại mô phỏng gì đấy ạ? Mô phỏng là một cái hình mà ở dưới nước. Đấy. Giống như là chúng ta đang quan sát cái gì đó, không phải chúng ta quan sát trên bờ mà chúng ta quan sát những cái hình ở dưới mặt nước, và mặt nước thì nó bị rung. Nước nó chảy hay là gió nó rung thì nó sẽ tạo ra cái gợn ở trên mặt nước, và chúng ta giống như là đang quan sát một cái gì đó thông qua một cái mặt nước mà bị dịch chuyển, và nó làm cho tất cả mọi thứ nó trở nên lăn tăn lao xao lên. Thì đấy là cái bộ lọc distort với cái tên bộ lọc là Ocean Ripple. Chút nữa cũng có thể là chúng ta sẽ giới thiệu thêm một số các cái bộ lọc khác, nhưng nó không nằm ở trong cái nhóm chạy được ở trong trong filter gallery này. Đấy. Thế còn dạng tiếp theo. Dạng tiếp theo thì là sketch. Sketch thì nó giúp chúng ta là biến đổi cái bức hình của chúng ta sang một cái dạng khác hoàn toàn. Về cơ bản thì thứ nhất là chúng ta xác nhận là nó biến cái này thành ra là những cái bức ảnh của chúng ta sang thành cái dạng gọi là phác thảo. Đấy, phác thảo phần lớn là theo theo cái phong cách phác thảo hoặc là đơn giản hóa đi. Và thêm một cái vấn đề nữa là nó sẽ cắt hết tất cả những cái màu gốc cơ bản của cái này đi. Thế còn cắt thì cắt như thế nào? Nó có ảnh hưởng gì tới cái phần màu nằm ở trong cái ô màu tiền cảnh hay không? Thì đây chúng ta xem thử một chút nhé. Ở đây tôi đang để cái màu là màu đen và màu trắng, màu gốc bình thường, đúng không? Bây giờ tôi thử xem, tôi chọn một cái màu khác xem nó có tác động gì đến cái màu ở trong cái bộ lọc này không nhé. Đây, sketch. Thế như các bạn thấy rằng là về mặt nguyên tắc là nó sẽ cắt những cái màu gốc của cái bức ảnh đi, và nó sẽ đưa cái màu hiện có ở trong cái ô màu tiền cảnh vào đây để làm thay đổi cái bức vẽ đi. Ô màu tiền cảnh của chúng ta có màu gì thì nó sẽ đưa cái màu đó vào làm cái tông chủ đạo thay cho màu gốc, và tất cả mọi cái chi tiết ở đây thì nó không còn rõ nữa. Nó được
và thể hiện bằng các cái phương pháp khác nhau đấy, nhưng mà đều mang cái tính chất gọi là mang tính phác thảo thôi, không rõ lắm, không chi tiết lắm. Và ví dụ như là vẽ than này, vẽ than, vẽ phấn này, đúng không? Đấy, phấn màu này, chì màu này, vân vân. Thế thì các cái này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó mô phỏng các cái dạng khác nhau như thế này. Chrome thì nó hơi đặc biệt một tí, chrome thì nó hơi giống ở trên này, nó có một cái gọi là plastic, đúng không? Đâu rồi, đây, plastic wrap, thì là chúng ta bọc nó hay là phủ nó ở trong một cái lớp plastic. Thì cái phần sketch này ở dưới thì chúng ta lại có một cái thể hiện khác là cái chrome, thì nó lại làm cho chúng ta thấy là nó giống như là một cái nó giống như là một cái chất liệu kim loại này. Đấy, khắc hay là làm cái gì đó trên kim loại, chất liệu chrome này, content crayon. Phấn màu, graphic pen, cái này thì hơi giống như là vẽ bút sắp này, chuyển sang thành ra là các cái nét vẽ chéo đấy, có mảng sáng, có mảng tối, và màu sắc tổng quan thì nó sẽ bỏ đi, nó theo một cái tông màu duy nhất của cái ô màu tiền cảnh thôi. Hát tông, cái này thì có vẻ hơi giống như là ảnh nhưng mà nó thể hiện bằng các cái chấm. Cái này thì nếu mà các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy là nó giống như là một cái trường hợp mà in cái gì đó ra, in cái gì đó ra ở trong trong cái công nghệ in offset rồi. Đấy, tất cả mọi thứ đều thể hiện được bằng các cái chấm màu, và nếu mà chúng ta lấy cái kính lúp mà chúng ta soi ở trên một cái hình ảnh mà đã được in in offset lên thì các bạn sẽ thấy rằng là trông mọi thứ mịn màng như thế, tất cả những cái bức ảnh nó đều là các chấm màu nằm cạnh nhau. Đấy thì cái hát tông này chính là cái kiểu gọi là thể hiện biến ra các cái chấm màu như thế. Fiber. Cái này thì một chút nào đó các bạn cũng sẽ thấy là nó hơi giống như là cái lệnh gì nhỉ? Nó hơi giống như cái lệnh ở trong trong menu email adjustment, và nó hơi giống như là lệnh threshold, biến thành một cái dạng trình bày và độ tương phản cao giữa sáng và tối. Đấy, và chúng ta còn có một cái bề mặt thì nó hơi bị sần, giống như chất liệu gọi là giấy, giấy sần. Đấy, và màu thì đi theo cái màu của ô tiền cảnh. Đấy, photocopy, plaster, reticulation, stamp, phần lớn là đều mang cái tính chất, tất cả những cái này nó đều mang cái tính chất gọi là giản lược, giảm lược chi tiết đó, và chú trọng tới những cái mảng sáng tối lớn, và bằng cách gia giảm các cái giá trị dark hoặc light thì chúng ta sẽ thấy được những cái chi tiết nhiều hoặc là ít ở đây. Thế và về cơ bản thì nó đều đều hơi hơi giống nhau, khác nhau về mặt tiểu tiết một chút thôi, nhưng mà trong này có một cái mà các bạn sẽ thấy rằng là nó nằm ngoài cái logic mà chúng ta vừa mới nói, đấy là cái water paper. Thì cái này nó sẽ không cắt cái màu gốc đi đấy, mà nó vẫn giữ nguyên cái tông màu gốc của bức ảnh, và các bạn sẽ nhìn ở đây thì các bạn thấy rằng là nó hơi giống như là cái cách mà vẽ lụa đấy. Đấy, nó màu nó loang theo các cái thớ thớ lụa, thớ vải.
Đấy, thì cái này là cái hơi đặc biệt một chút ở trong cái nhóm sketch. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ giới thiệu nhanh tới cái nhóm stylist này. Stylist thì cũng như là cái nhóm distort trên, thì thực tế thì cái bộ này nó có nhiều cái filter hơn như thế. Tuy nhiên là để chạy được và giới thiệu ở trong cái cửa sổ filter gallery này thì chúng ta chỉ có một cái duy nhất được vào đây thôi, đó là glowing edge. Thì các bạn nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy rất là giống cái cảnh buổi đêm ở những cái khu giải trí, và người ta mắc cái đèn neon màu vào những cái khu vực đó, thì nó cứ mắc theo cái biên của các cái mạng màu thôi. Cứ chỗ nào là biên thì các bạn sẽ thấy được làm giống như là mắc đèn vào, và chúng ta sẽ thấy rằng là cái này nó được thể hiện trong cái cảnh là cảnh buổi đêm. Thế còn texture thì rất là rõ rồi. Texture thì bản chất mà đã nói lên nó là cái gì rồi, tức là thể hiện một cái dạng chất liệu. Đấy, một cái hình ảnh này được thể hiện lên trên chất liệu gì? Calcura này, grain này, mosaic này, patchwork này, Steiner glass và texturized. Thì thể hiện trên các dạng giấy sần này, thì cái vân giấy này, rồi thì cái độ sâu của cái mặt giấy, những cái vết lõm của giấy sâu mau như thế nào, sâu nhiều hay sâu ít. Đấy, đây độ sâu của các cái vết ở trên mặt giấy này, đó, crack spacing, khoảng cách giữa các cái vết dạng ở trên mặt giấy nó xa hay gần này, nhiều hay ít này. Đấy, và crack brightness, cái sáng hay tối ở trong các cái vết mà vết nứt, vết ở trên mặt giấy, sáng hay tối. Thì cái này nó mô phỏng về chất liệu giấy thôi, giấy dày, giấy sần. Grain thì ngược lại, nó hơi giống như là cái artistic ở trên này. Đấy, phim grain thì cái thằng texture này thì là cũng là một cái dạng như thế, tức là nó đưa đưa các hạt nhiễu vào. Đấy, mosaic thì cái này nó hơi giống như là cái tranh ghép. Nếu mà các bạn làm, các bạn thấy nó sẽ hơi, nó có một cái gì gì đó nó hơi giống như là cái tranh ghép gốm sứ ở trong con đường gốm sứ ở trên đê Hà Nội ấy. Đấy, thì nó chia ra, nó phân chia ra một cái tranh của chúng ta ra thành ra nhiều mảnh nhỏ. Thì trong đó thì các bạn sẽ thấy có mấy cái con trượt như thế này để ra giảm. Ví dụ như tie size, tức là các cái mảnh này nó kích thước nó lớn hay bé. Bằng cách kéo con trượt này thì chúng ta có thể chia mảnh nó có kích thước bao nhiêu, đúng không? Root width này thì là cái khoảng cách giữa các cái mảnh này bé hay to. Các cái rãnh chia ra giữa các cái mảnh này bé hay to, rộng hay hẹp. Và cái lighten này thì nó sẽ điều khiển là cái vết này, cái vết, những cái vết lõm này nó sâu hay là nông. Đấy, tại vì là chúng ta sẽ thấy là nó sáng hay tối. Nếu mà tối thì là cái vết này nó sâu, nó phân tách rạch ròi ra. Còn nếu mà chúng ta để sáng thì các cái rãnh này nó sẽ trở nên nông hơn, và trông cái tranh nó đỡ bị chia cắt ra nhiều. Tiếp nữa thì có patchwork. Patchwork thì cái này nó không lủng củng giống như là cái mosaic, mà nó sẽ giống như là một cái bức tranh trang trí bằng những cái viên gạch lát nhỏ hình vuông. Đấy, cái này thì nó hơi hơi giống như là cái khái niệm ban đầu mà chúng ta nói về điểm ảnh ấy. Đấy, tất cả đều là tổ hợp của các cái hình vuông, nhưng mà hình vuông này thì nó to hơn rất là nhiều so với điểm ảnh, vẫn là vuông cả, mỗi ô một màu, nhưng mà nó sẽ giống như các viên gạch màu nhỏ sắp xếp với nhau theo một cái trật tự nào đó để ra một cái bức tranh. Thực ra thì trong thực tế thì chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều các cái mô hình dạng như thế này, tức là chúng ta sẽ thấy là gạch đấy, gạch màu trang trí sắp xếp lại với nhau ra thành các đồ án, thì nó đang mô phỏng theo cái chất liệu như thế.
Steiner Glass thì cái này nó đi sang một cái hướng khác, đó là cái tranh tranh kính màu. Các bạn đã nhìn thấy tranh kính màu bao giờ chưa nhỉ? Thường là sẽ ở một số cái công trình hiện đại thì nó có, nhưng mà cổ điển, ví dụ như các bạn vào các cái nhà thờ ấy, các bạn vào nhà thờ các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều các cái cửa sổ kính màu ở phía trên cao lấy ánh sáng, nó vừa là trang trí, nó vừa là tạo ra cái ánh sáng màu vào trong nhà thờ. Thì cái Steiner Glass này chính là nó mô phỏng theo cái kiểu gọi là tranh tranh kính đấy. Nó cũng chia ra là rất nhiều mảnh màu khác nhau và ghép giữa nó là các cái viền ghép bằng bằng chì. Thì đây nó đang đang mô phỏng cái dạng đó đấy, cell size. Thì trong trường hợp này thì chúng ta có những cái mảnh nó bé hay nó to đó. Cái mảnh to thì nó sẽ khó nhìn ra các chi tiết hơn đấy. Còn border thickness này thì nó cho phép là chúng ta điều chỉnh cái mảnh ghép giữa các cái phần ghép chì giữa các cái mảnh màu này, nó mỏng hay là nó dày đấy. Còn light intensity thì là cái độ sáng chiếu vào, mô phỏng cái độ sáng chiếu vào nó mạnh hay là nhẹ. Thế còn texturize này thì nó cũng lặp lại một cái gì đó hơi giống như là những cái phần ở trên, có nghĩa là một cái bức tranh được vẽ trên một cái nền như thế nào, với chất liệu như thế nào, với cái độ sần mặt như thế nào, rồi thì cái tỷ lệ các cái này nó lớn hay bé như thế nào, thì cái này cũng không khác quá nhiều so với cái phần mà chúng ta đã giới thiệu ở phía trên. Thế thì như thế thì chúng ta đã làm quen nhanh một loạt các cái bộ lọc được cung cấp và cho phép làm việc ở trong môi trường filter gallery. Đấy. Thực ra nó có làm cái gì khác so với cái bộ lọc nếu mà nó chạy rời hay không? Thì bản chất nó không đưa ra một cái gì mới hơn cả. Chỉ có điều là khi mà chúng ta cung cấp một cái môi trường làm việc chung như thế này, thì tôi và các bạn có cái điều kiện hơn để mà duyệt nhanh những cái bộ lọc này, nó đem lại cho chúng ta hiệu quả như thế nào. Thứ nhất là chúng ta phân biệt được giữa các cái nhóm chức năng. Đấy là cái nhóm chức năng artistic, nó giúp chúng ta làm cái gì, distort nó giúp chúng ta làm cái gì, stylist nó làm cái gì, texture nó làm cái gì. Thì chúng ta nắm được nhanh là các cái bộ lọc này nó cung cấp cho chúng ta những hiệu ứng dạng như thế nào, để khi mà sau này chúng ta làm việc chúng ta cũng hiểu được ngay là tôi muốn một cái hiệu ứng như thế này thì tôi cần phải tìm kiếm ở trong một cái bộ lọc nào đó, bộ lọc này chứ không phải nhóm bộ lọc này chứ không phải nhóm bộ lọc kia. Lúc đấy thì nó sẽ bớt đi cái việc gọi là mò mẫm. Khi mà chúng ta có một cái chuyến tham quan rất là nhanh, chúng ta nắm được cái tính chất mà cái nhóm bộ lọc đó nó cung cấp cho chúng ta. Thứ hai nữa là trong cùng một nhóm bộ lọc rồi thì chúng ta cũng hiểu rằng một nhóm như thế này thì nó cung cấp cho chúng ta một số các cái hiệu ứng theo một cái hướng tương đối giống nhau, nhưng mỗi cái thì nó sẽ có một cái điểm đặc trưng riêng. Thì bằng cách là đặt nó vào trong cái cửa sổ như thế này thì chúng ta so sánh rất là nhanh và chúng ta quyết định được là với ý tưởng như thế thì lấy cái nào là cái hợp lý nhất, phù hợp nhất với lại cái mong muốn của chúng ta. Thì đấy là cái cách mà chúng ta làm việc với lại cái bộ lọc. Thế và ở đây thì tôi cũng cung cấp thêm, các bạn sẽ có một cái nút nhỏ nhỏ ở góc này để mà các bạn mở rộng cái khu vực mà preview đấy, các bạn quan sát nó tốt hơn bằng cách bấm vào đây. Đấy, thì nó sẽ thu, nó giấu ở cái list các cái thư viện bộ lọc đi và dành chỗ, nó tạo ra thành hai khu thôi. Thì lúc này thì chúng ta sẽ có cái khu khu preview nó rộng hơn để chúng ta quan sát tốt hơn. Đấy. Và khi mà thu lại như thế này thì chúng ta có một cái cách khác là chúng ta sổ danh sách ở đây ra, thì chúng ta cũng có một cách tiếp cận khác với các bộ lọc. Thay vì là tìm ở đây thì chúng ta cũng có thể là sổ danh sách, chúng ta tìm các cái bộ lọc còn ở trong này. Đấy. Thì sau khi mà áp dụng bộ lọc thì như tôi đã nói là đây là những cái thứ mà nó đem lại hiệu quả rất là cao, tại vì với các thuật toán rất là mạnh thì nó sẽ tác động trực tiếp tới các điểm ảnh bằng cách là thay đổi vị trí này, thay đổi bằng cách dịch vị trí các điểm ảnh này, rồi thì can thiệp vào độ sáng tối này đấy, hay là tông màu này vân vân, và nó làm cho cái bức ảnh của chúng ta nó tạo thành một cái gì đó nó rất là mới mẻ, rất là khác biệt đi và gây ra một hiệu quả thị giác rất là mạnh.
Trong Photoshop hầu hết mọi thứ các bạn đều có thể tự mình tạo ra. Photoshop có cái gì chúng ta cũng có thể tự mình tạo ra một số thứ giống như thế. Ví dụ như là thư viện màu tô, thư viện pattern, tạo ra một cái nét bút nào đó. Đấy, và sau nữa, tí nữa tôi có thể nói với các bạn thêm về cái action chẳng hạn, hay là thư viện style. Những thứ đó hầu như là các bạn tự mình có thể tạo ra. Tức là Photoshop có cái gì, cung cấp cho các bạn cái gì thì các bạn cũng có thể là dùng nó, hay các bạn tự tạo ra cái mới của mình. Nhưng riêng cái filter này thì thua. Riêng filter này là cung cấp cái gì thì xài cái đó, hoặc là các bạn phải mua của hãng thứ ba các bạn cài thêm vào. Filter là thứ mà các bạn không thể tự mình tạo ra được, không thể can thiệp được. Đấy, chỉ có dùng và dùng nó như thế nào thôi. Bởi vì đây là một cái quá trình cực kỳ phức tạp, nó can thiệp vào đến từng pixel một. Do đó thì hôm trước thì tôi có nói đụng chạm tới cái vấn đề filter này dù ít dù nhiều ở trong cái phần mà trao đổi về Smart Object. Đấy, thì tôi cũng nói luôn là tốt nhất khi mà áp dụng cái filter, nếu có thể thì các bạn nên chọn cái cách tiếp cận nó là thay vì là chọn một cái bộ lọc nào đó để các bạn chạy, thì các bạn hãy chọn cho tôi cái phương án là Convert to Smart Filter. Đấy, để chúng ta sẽ biến đổi cái bức ảnh này của chúng ta thành một cái dạng Smart Object đã, rồi sau đó thì chúng ta mới làm việc với filter. Bởi vì sao? Khi mà tôi chấp nhận cái thao tác mà biến đổi cái này sang thành một Smart Object thì filter gắn vào đây nó đều là cái dạng gọi là đính kèm. Đây, các bạn quan sát đúng không? Sau khi mà tôi chuyển đổi cái layer của tôi từ một cái layer điểm ảnh bình thường, đó, layer điểm ảnh bình thường, thì tôi có thể là gắn filter, và lúc này filter nó gắn kèm vào giống như là một cái layer style. Tôi có thể bật hay tắt cái này, tôi có thể là quan sát nó. Và điều quan trọng nhất trong cái việc mà làm việc với filter dạng Smart Object này đó là tôi có thể là can thiệp tiếp này. Vì khi tôi nhấp đúp vào đây thì nó lại mở ra hộp thoại và cho phép tôi thay đổi tham số thêm một lần nữa nếu như tôi muốn, và nó sẽ áp dụng vào đây. Và hoàn toàn vẫn trên nguyên tắc là tôn trọng cái ảnh gốc, cái tài liệu gốc, cho nên là các bạn có thể là tìm tòi cho bạn thích thì thôi. Đấy, vì chúng ta có một cái bó là gì, undo redo của chúng ta chỉ có 20 bước thôi. Ở trong cái bài thứ hai mà tôi có nói với các bạn khi mà chúng ta nói về lệnh phim đấy, đấy, history của chúng nó chỉ chấp nhận cho chúng ta 20 bước thôi. Và cái quá trình mà tìm tòi đối với filter gallery này hay là filter lẻ cũng thế thôi, thì nó nhiều lắm, không thể nói là 20 bước được. Tại vì là riêng cái số lượng filter nó đã là cả 100 cái, 200 cái filter khác nhau rồi. Đấy, và mỗi filter như thế khi mà chúng ta dùng thì chúng ta còn rất nhiều các tham số kéo lên kéo xuống, thì 20 bước đó nó chẳng là cái gì cả để mà chúng ta xử lý. Do đó thì cái việc mà chúng ta làm việc với cái filter gallery này thì nó cung cấp cho chúng ta một cái cách gọi là nó không can thiệp vào, và do đó chúng ta có thể là thử nghiệm rất là nhiều. Đấy, và sử dụng filter này khó không? Không khó, nói thẳng ra là không khó, tại vì là cứ bấm vào là nó chạy. Đấy, kéo con chuột thì nó sẽ cho chúng ta xem thay đổi, thế nhưng hiệu quả đạt được cao hay thấp thì đó lại là một vấn đề khác hoàn toàn nhé. Đấy, sử dụng filter không khó nhưng cần phải có kinh nghiệm thì chúng ta mới biết, chúng ta mới hình dung được là để làm một cái gì đó thì mình nên dùng bộ lọc nào, phải dùng bộ lọc nào. Và thứ hai nữa là cái hiệu quả cao thực chất nó là một cái sự thử nghiệm rất là nhiều, thử nghiệm mang tính tổ hợp giữa bộ lọc nọ với bộ lọc kia, cái này làm trước cái kia làm sau. Đấy, tham số dài, tham số ngắn, nhiều hay ít, vân vân. Đấy, và không có một quy tắc mang tính hướng dẫn gọi là
giáo khoa hay kinh điển ở trong cái việc sử dụng bộ lọc này. Đấy. Mà đây là một cái quá trình mà các bạn nên làm hàng ngày, nên nên tìm hiểu hàng ngày. Thứ nhất là tạo ra một cái thói quen làm việc với nó đã, để biết được rằng là mỗi một cái nhóm này nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái hiệu ứng nó thiên về cái gì đấy. Và thứ hai là sau khi mà làm quen cái đó rồi thì các bạn nên bắt đầu làm việc theo cái cách là kết hợp giữa cái nọ với cái kia đấy. Kết hợp nhiều, kết hợp ít, đảo thứ tự sử dụng cái nọ với cái kia, thì lúc đấy thì chúng ta mới tìm ra được những cái sự kết hợp để tạo ra được những cái hiệu quả đôi khi là nó rất là ấn tượng đấy. Và những cái kết quả mà người trước đi làm được rồi thì dạy cho các bạn, hay là làm những cái tút khác nhau đấy, thực ra thì nó đấy là cái quá trình mà tìm tòi của từng người đấy, chứ nó không có một nó không có một cái quy tắc nhất định nào cả ở trong cái việc mà sử dụng filter này. Thế và nếu như mà chúng ta sử dụng cái cách làm mà filter gallery theo, hoặc là filter rời này, mà theo cái cách làm bằng smart object, thì chính bản thân chúng ta cũng xem lại được trong quá trình mà chúng ta làm như thế thì cái sự thay đổi nó như thế nào đấy, và chúng ta kết hợp cái gì với cái gì thì nó sẽ rõ ràng. Chứ còn nếu mà chúng ta sử dụng filter một cách thông thường mà chúng ta can thiệp vào trong các điểm ảnh rồi thì đến lúc đóng lại là thôi, chúng ta chỉ còn các kết quả thực sự thôi, còn các bước và các tham số như nào, cái gì cộng với cái gì thì hoàn toàn chúng ta sẽ không nắm được nữa, bởi vì đấy là cả một quá trình mà tìm tòi rất là dài, rất là nhiều. Và nhất là nếu như chúng ta làm được những kết quả là tốt hoặc là độc đáo một tí thì chúng ta chuyển cái file cho ai đó, người ta chỉ cần xem cái filter gallery kèm theo này, cái smart kèm theo này, thì người ta sẽ đọc được ra là mình làm như thế nào, thì đấy là một cái phương pháp gọi là dạy hoặc là truyền cho nhau, nó dễ hơn rất là nhiều.